nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương đến đông đảo người tiêu dùng. Thời gian qua, Lâm Đồng đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP thông qua hình thành hệ thống gian hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương. Ghi nhận tại điểm bán hàng các sản phẩm OCOP trên đường Phù Động Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt. Đây được xem là điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của riêng các doanh nghiệp liên kết lại với nhau trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hàng trăm sản phẩm từ đông trùng hạ thảo, mắc-ca, cà phê, trà tía tô được giới thiệu đến du khách. Các đặc sản trưng bày hầu hết mang yếu tố đặc trưng của vùng đất Đà Lạt và đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Ra mắt là có 6 doanh nghiệp là thì có logo để ở trên. Và ngay sau khi khai trương thì kết nạp thêm một thành viên nữa là thành viên thứ 7. Và hiện tại bây giờ thì có rất nhiều các doanh nghiệp đang xin để vào làm cùng. Và chúng tôi sẽ phát triển theo cái chuỗi, không phải là một cái điểm này, mà nó sẽ là chuỗi không những là ở tỉnh Lâm Đồng mình, mà sẽ còn ra những cái tỉnh khác nữa. Việc ra mắt điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP là một trong các hoạt động để thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, cũng như tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, an toàn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Trong quá trình mở cái điểm OCOP này thì chúng tôi cũng phấn đấu là kết nối tiêu thụ khi các khách du lịch đến với địa phương Đà Lạt thì sẽ có những cái sản phẩm mang tính chất đặc sản vùng miền, thì tạo cái sự uy tín cũng như là xúc tiến đối với khách hàng nhiều hơn. Qua cái không gian trưng bày này muốn là tôi nghĩ là người tiêu dùng biết đến thật là nhiều, và tất cả các khách du lịch họ đều biết đến những cái sản phẩm của OCOP vùng miền của tỉnh Lâm Đồng và đưa đến tay người tiêu dùng bằng một cách là có nghĩa là từ nhà sản xuất và đến trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Liên kết xúc tiến thương mại là vấn đề được tỉnh Lâm Đồng đang quan tâm. Vừa qua, tỉnh cũng đã xây dựng nhiều điểm trưng bày để đưa sản phẩm OCOP đến với du khách. Hiện các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã được thị trường đón nhận, giúp các doanh nghiệp, người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống và tạo động lực trong phát triển kinh tế. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả chương trình OCOP. Tiếp tục để mà phấn đấu cho cái sản phẩm OCOP của Lâm Đồng để cho về đạt về số lượng, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chất lượng. Trong quá trình đó thì ngành nông nghiệp cũng đã hỗ trợ để mà cho các chủ thể, cho các hợp tác xã cũng như là các tổ hợp tác trang trại liên kết với nhau để làm những cái điểm trưng bày bán hàng OCOP. Cái điểm trưng bày này thì có cái vốn nhà nước hỗ trợ và cái vốn đối ứng của các cái chủ thể để tạo thành một những cái điểm mà nó mang cái đặc trưng của cái thương hiệu OCOP mà gắn với du lịch nữa, để nhằm làm sao mà cái sản phẩm OCOP mà bán hàng để mà đạt được cái doanh thu hiệu quả cao cũng như là mang cái tính bền vững. Toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 239 sản phẩm OCOP được chứng nhận, trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 94 sản phẩm 4 sao, 136 sản phẩm 3 sao. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP tham gia đăng ký thông tin bán hàng qua các trang thương mại điện tử, tham gia các kênh bán hàng thương mại điện tử trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến như Sen Đỏ của FPT, Võ Sò của Viettel Sport, Bossmart của VNBoss, Tiki Bixi Go, Shopee và Lazada. Đưa các sản phẩm OCOP và nông sản lên trang web nongsandalatlamdong.vn để quảng bá, giới thiệu với các tổ chức, cá nhân tiêu dùng trong và ngoài nước.